Những ngày sum họp mà có một nồi lẩu thì bao đầm ấm đúng không? Thử liền món lẩu măng chua chay đơn giản mà ngon này nhé. Phi thơm xả băm với dầu màu điều, sau đó cho cà chua vào xào mềm, thêm măng chua và xào tầm 5 phút nữa. Đổ vào 1 lít rưỡi nước, nêm nếm với gia vị. Chờ cho nước sôi lại thì bỏ đậu hũ, nấm rơm vào và nấu thêm 10 phút nữa là tắt bếp. Múc ra nồi lẩu và thưởng thức cùng các loại rau và bún là hết ý. Bạn còn công thức món chay nào ngon nữa không? Chia sẻ ở phần bình luận bên dưới cho Helen và mọi người cùng biết nhé.